Cô mến chào các em học sinh khối lớp 2. Chào mừng các em đến với tiết toán ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, cô mời các em khởi động nào. Chúng ta sẽ khởi động với trò chơi có tên gọi là Bảo vệ rừng xanh. Nhiệm vụ của các em là trả lời đúng các câu hỏi để giúp các chú khỉ ngăn chặn hành vi phá rừng của nhóm lâm tặc. Đây là hình ảnh lâm tặc đang phá rừng và các chú khỉ đang ra sức bảo vệ khu rừng xinh đẹp của mình. Các em đã sẵn sàng giúp các chú khỉ chưa nào? Câu hỏi đầu tiên, các em hãy cho cô biết 11 trừ 3 bằng mấy? A. Đáp án bằng 8, các em ạ. Cô đoán rằng có rất nhiều bạn trả lời đúng câu hỏi này, phải không nào? Bây giờ, chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai nào. Câu hỏi thứ hai có phép tính 13 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, cô nghe có bạn trả lời đáp án bằng 9. Chính xác rồi đấy, các em ạ. Cô khen những bạn có đáp án đúng nhé. Chúng ta hãy nhanh đến với câu hỏi cuối cùng để giúp các chú khỉ nào. Câu hỏi cuối cùng có phép tính 12 trừ 6 bằng bao nhiêu? À, đáp án bằng 6 đấy các em ạ. À, các em trả lời rất nhanh và chính xác. Cô khen các em. Các em ạ, à, rừng giữ đất, giữ nước, chống xói mòn và sạt lở, lũ quét. Ngoài ra, rừng còn cung cấp oxy, thanh lọc không khí và còn là nơi sống của nhiều sinh vật. Chúng ta cần phải trồng cây, gây rừng, chúng chặt phá rừng bừa bãi các em nhé. Vừa rồi, chúng ta đã cùng khởi động bằng một trò chơi. Bây giờ, cô mời các em bắt đầu vào bài học hôm nay. Hôm nay, chúng ta học bài 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Tiết 1, các em nhé. Các em ạ, à, cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô có phép tính 16 trừ 9. Chúng ta tìm kết quả của phép tính này như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ trừ 6 để được 10. Rồi trừ số còn lại đấy, các em ạ. À, cô mời các em quan sát lên màn hình. Cho cô biết có bao nhiêu khối lập phương? Đúng rồi, cô có 16 khối lập phương. Bây giờ, chúng ta sẽ làm thế nào để tìm được kết quả của phép tính 16 trừ 9? Cô mời các em quan sát. Cô sẽ tách 9 thành 6 và 3. Bây giờ, cô sẽ bớt 6 để được 10. Tiếp theo, cô bớt 3 khối lập phương nữa. Bây giờ, cô còn 7 khối lập phương. Vừa rồi, các bạn đã thấy cô thao tác trên khối lập phương. Cô sẽ bớt 6 để được 10. Tiếp tục, 10 bớt số còn lại là 3 để được 7. Vậy, ta có kết quả 16 trừ 9 bằng 7. Bạn nào có đáp án giống cô? Vừa rồi, chúng ta đã thao tác để thực hiện phép tính 16 trừ 9. Các em lưu ý, để thực hiện phép tính 16 trừ đi một số, ta luôn trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Cô mời các em nhắc lại. Trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Vậy, 14 trừ đi một số, ta làm thế nào nhỉ? À, ta sẽ trừ 4 để được 10, rồi trừ số còn lại. Các em hãy cho cô biết phép tính
14 trừ 8 bằng bao nhiêu? A. Cô sẽ trừ 4 để được 10 rồi trừ số còn lại. Cô sẽ bắt 8 thành 4 và 4. 14 trừ 4 bằng 10. 10 trừ 4 bằng 6. Vậy, 14 trừ 8 bằng 6. Vậy, với phép tính 15 trừ đi một số, ta làm thế nào nhỉ? A. Ta sẽ trừ 5 để được 10, rồi trừ số còn lại. Cô mời các em thực hiện phép tính 15 trừ 8 bằng bao nhiêu? Các em nhận thấy đây là số 15 trừ đi một số. Ta sẽ trừ đi 5 rồi trừ số còn lại. Vậy 15 trừ 8 bằng 7. Với phép tính 16 trừ đi một số, ta làm sao? A. Ta sẽ trừ 6 để được 10 rồi trừ số còn lại. Cô mời các em thực hiện phép tính 16 trừ 8 bằng bao nhiêu? A. Kết quả bằng 8 các em ạ. Vậy, phép tính 17 trừ đi một số thì sao nhỉ? A. Ta sẽ trừ 7 để được 10 rồi trừ số còn lại. Có bạn trả lời rất là nhanh. Cô mời các em thực hiện phép tính 17 trừ 8 bằng bao nhiêu? À, đáp án bằng 9. Các em hãy trả lời cho cô biết 18 trừ đi một số ta làm như thế nào? Có bạn trả lời câu hỏi này rất nhanh. Ta sẽ trừ 8 để được 10 rồi trừ số còn lại. Đây là dạng toán 18 trừ đi một số. Cô mời các em thực hiện phép tính 18 trừ 8 bằng bao nhiêu? A. 18 trừ 8 bằng 10. Các em ạ, à, để củng cố lại kiến thức đã học, cô có câu đố dành cho các em. Các em đã sẵn sàng trả lời chưa nào? Câu đố của cô là: em hãy nêu lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20. Câu trả lời của em là gì? A. Em sẽ trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Bây giờ, cô mời các em đến với câu hỏi thứ hai. Em hãy nêu lại cách tính 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. À, cô đoán các em đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Các em hãy trả lời cho ba mẹ của mình nghe nhé. Cô tin ba mẹ sẽ rất vui khi nghe câu trả lời chính xác từ các em đó. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy chuẩn bị bài cho tiết sau. Ở tiết sau, chúng ta sẽ tiếp tục học bài 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số qua các bài tập vận dụng. Cô thân ái chào tạm biệt các em.